Hello, Mạnh Tiến xin kính chào anh chị và các bạn. Thì anh chị nhà mình xưa giờ hát ở sao cạc V8 rất là nhiều rồi, nhưng mà không kết nối được mic thu âm, mic không dây. Thì hôm nay mình xin giới thiệu một cái mic không dây. Đây, bộ mic không dây Mark 39, hai chiếc micro không dây. Mình cắm mỗi đầu thu vào là mình chơi sống luôn con V8 này. Thì bây giờ âm thanh mình sẽ test thử các bạn nghe xem chất lượng hay như nào. Đây, để xa này vẫn bắt nhá. Bắt chuẩn chưa? Ok chưa? Rực rỡ chưa? Đấy. Lần đầu tiên mình test thử chiếc mic không dây như này, rực rỡ chưa? Ok, bây giờ mình sẽ hát thử một bài nhạc qua Bluetooth. Bảo các em nó đừng đóng hàng nữa để anh hát bài nào. Ok, cho bây giờ mình sẽ mở nhạc lớn này nhá. Ok. Dear, nhạc lên này. Đây là vang nhá, mình chơi ít vang này. Đấy, ít vang này, vang này, vang nhiều này. Rồi, tuyệt vời, V8. Hát được mic này tuyệt vời. Tất nhiên là âm thanh nó không thể hay bằng cái thu âm, nhưng mà tương đối là ok. Anh em đã để mic xa không? Nhạc rất ok. Nghe thử anh em nhá. Những câu nói trên bờ môi, phải chăng người đã trao riêng mình rồi? Dẫu đã biết anh hay yêu, nhưng cứ mơ mộng nhiều vì ai. Lạnh lùng băng gió để tôi con tim thật thà, lệnh mình tôi ôm lòng đau nhức nhối. Mình bắt khá tốt anh em ạ. Xa là nhớ, đêm làm mơ, mơ tình ta xanh như bài thơ. Ánh trăng xa soi màn đêm, đưa tình yêu qua về. Người không nhận lấy để tôi hoang mang tháng ngày. Anh ở đâu cho tình tôi miên man? Ngày qua ngày gió đến vào vì anh nỡ ngơ. Dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ một mai buông xa chúng tôi. Ở đây tuyệt vời đến tôi tình yêu. Cực kỳ luôn, quá tuyệt vời. Chiếc mic này là mà hộp kim nhôm anh em nhá. Đưa cái mic này cho anh em xem. Đây, hộp mic 2 micro luôn. Giá thành thì rất là ok, tuyệt vời anh em ạ. Tôi chưa kết hợp một bộ mic là ok mà cái sao càng nó hay như này anh em ạ. Đây, đánh tiếp này. Xa là nhớ, đêm làm mơ, mơ tình ta xanh như bài thơ. Anh chẳng xa soi màn đêm, đưa tình yêu qua thêm. Vì sao người không nhận lấy để tôi cô đơn tháng ngày? Anh ở đâu cho tình tôi miên man? Ngày qua ngày gió thét gào vì anh nỡ ngơ. Dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ một mai đường xa chung. Mark 39 kết hợp với sao càng V8 rất là tuyệt vời anh em ạ. Tình yêu của những phút đau thương.